Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân trong cuộc sống. Người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu còn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Những người tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, định bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép, tép nhảy. Tuổi Sửu là những người có lối sống trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tụt mất cơ hội. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công trong một số trường hợp. Sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Tuổi Sửu là những con người thẳng thắn, thật thà và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm đến cùng. Tuổi Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế nhìn xa trong rộng, thì duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ và chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người khác phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc, tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào khi đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Sửu. Tuy thông minh chứ để sách sảo hơn, nhưng người họ không bao giờ kiêu ngạo. Ngược lại, họ rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khăn, thử thách thì tuổi Sửu vẫn ung dung, hiền ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Dù vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Người tuổi Sửu cũng tính thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng như lợi ích của tập thể, luôn khiêm tốn như những người khác. Người tuổi Sửu là kết tinh của sức mạnh thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho người khác. Khi làm việc, họ tự do và độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống.